Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ kit test Việt Á có thể là mồ chôn uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Dư luận cả nước đang xôn xao trước thông tin về vụ án công ty Việt Á cung cấp bộ xét nghiệm COVID-19 với giá thành cao và đặc biệt là những cáo buộc tham nhũng của quan chức nhà nước từ trung ương đến địa phương xung quanh vụ việc này. Giới quan sát đánh giá rằng vụ án sẽ còn tác động mạnh mẽ đến uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang sử dụng chiến dịch chống tham nhũng để duy trì tính chính danh của Đảng cầm quyền. Đây là hình ảnh báo Pháp Luật đăng vấn đề là làm sao có thể thu hồi huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á do chính tay Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định ban tặng. Và chính những huân chương này đã tiếp tay cho Việt Á phân phối tới 10 triệu bộ kit xét nghiệm ra 62 tỉnh thành trong cả nước và dẫn đến rất nhiều cái chết của người dân vì bộ test không chính xác. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Kim Phúc, nhà quan sát và bình luận chính trị cho Đài Á Châu Tự Do cho biết quan điểm của ông như sau. Nếu như ban chuyên án của Đảng và Nhà nước không lãnh đạo, chỉ đạo để làm sáng tỏ cái đại án này thì tôi nói vấn đề công ty Việt Á sẽ là mổ chôn cái uy tín của Đảng và Nhà nước. Vì đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, chứ không phải chỉ là một cái chuyện tham nhũng, hối lộ, hàng gian, hàng giả bình thường. Trước đó vào hôm 17 tháng 12 năm 2021, Bộ Công an Việt Nam bắt giữ ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt và Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương Phạm Duy Tuyến. Hai ông này cùng với 5 người khác bị khởi tố và bắt giam vì bị cho là đã dùng bắt tay nhau nâng khống giá để hưởng lợi từ bộ xét nghiệm COVID-19 do Việt Á và Học viện Quân y sản xuất. Sau đó, báo chí nhà nước mới vỡ lẽ ra rằng bộ xét nghiệm của công ty này chưa bao giờ được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp như quảng cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ hơn một năm trước đó. Ông Đinh Kim Phúc nhận định thêm, nếu như làm đường, ăn hối lộ, làm không đúng chất lượng con đường thì rõ ràng nó làm nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng của một công trình, nhưng mà cái ảnh hưởng của đó về lâu, về dài. Còn cái vấn đề các bộ xét nghiệm là dởm và không đúng quy định của Tổ chức Y tế Thế giới thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh mạng của con người trong đại dịch vừa qua. Mà chúng ta thấy rõ ràng mấy chục ngàn người dân đã phải chết vì COVID-19. Ngân sách nhà nước đã phải mất hàng ngàn tỷ đồng để phục vụ cho cái việc chống dịch và cả nước phải đổ mồ hôi, xương máu vào cái việc chống dịch. Thì không thể nào chấp nhận có những cán bộ làm giàu trên xương máu của nhân dân. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm toàn quốc căn cứ trên chỉ đạo của ông Thủ tướng. Cũng chính trong giai đoạn này, bộ kit test dởm đã được phân phối đi khắp nơi trong cả nước. Chống tham nhũng hiện nay vẫn được cho là nỗ lực lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm giữ uy tín và duy trì tính chính danh của Đảng cầm quyền. Tuy nhiên, giáo sư Mạc Văn Trang, một cựu đảng viên Đảng Cộng sản, lại cho rằng sự việc của công ty Việt Á chứng tỏ việc chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ diễn ra trên bề mặt chứ không thực chất. Cụ thể, ông bình luận như sau. Sự thật là có chống tham nhũng tiêu cực mạnh bao nhiêu thì nó cũng chỉ là bề bên ngoài thôi, chữa từ ngọn chứ không phải chữa được gốc. Cái gốc của nó vẫn là vấn đề độc đảng, toàn trị, không có cạnh tranh, không có tam quyền phân lập, không có đối tượng, đối trọng để giám sát công khai, minh bạch thì chỉ vẫn là một chiều mà thôi. Ngay cả truyền thông cũng chỉ một chiều thôi, cho nên rất là nguy hiểm. Khi mà cái công ty Việt Á này có một cái tuyên bố gì đó là được Bộ Khoa học Công nghệ hay Y tế công nhận một cái gì, thì tất cả các đài báo đưa ra giống nhau hết. Không có một cái điều tra độc lập khách quan nào hết, không có một ý kiến nào phản biện trái chiều. Thành thử ra cái đó vừa đá bóng vừa thổi còi lúc nào cũng chỉ tuyên truyền một chiều thì sẽ làm cho xã hội méo mó đi. Rồi thì cái kim bọc rẻ lâu ngày cũng lòi ra thôi, không thể che giấu nhân dân được. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chính thức thừa nhận đã sơ suất khi tuyên bố Tổ chức Y tế Thế giới công nhận và cho phép sử dụng bộ xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y và Công ty Việt Á nghiên cứu chế tạo. Đây là hình ảnh báo VTC đưa tin Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức thừa nhận đã sơ suất tuyên bố rằng Tổ chức Y tế Thế giới công nhận và cho phép sử dụng bộ xét nghiệm của Việt Á. Sơ suất vừa kể
mở đường cho Thủ tướng phát động phong trào thần tốc xét nghiệm diện rộng, giúp công ty Việt Á thu về khoảng 4.000 tỷ đồng nhờ những bộ xét nghiệm COVID-19 được quảng bá là sản xuất tại Việt Nam. Chưa thể kết luận và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có kết luận nào về chuyện sơ suất trong kiểm tra chất lượng, quảng bá hiệu quả, sử dụng rộng rãi các bộ test xét nghiệm COVID-19 do công ty Việt Á phân phối trên toàn Việt Nam, tác động như thế nào cả đến tình trạng lây nhiễm, tử vong do COVID-19 lẫn hoạch định chính sách và ứng phó khiến cho kinh tế, xã hội càng suy sụp và chưa biết đến bao giờ mới có thể gượng dậy được. Có lẽ không ngoa nếu xếp hồ sơ và sơ suất này vào loại đẫm máu, mồ hôi, nước mắt của hàng trăm triệu người. Cần lưu ý trong scandal Việt Á có nhiều sơ suất kiểu như thế và dường như những sơ suất đó không hề ngẫu nhiên. Sẽ không có sơ suất liên quan đến việc mang Tổ chức Y tế Thế giới ra bảo đảm cho chất lượng của bộ xét nghiệm do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu chế tạo, nếu Bộ Khoa học và Nghệ không chọn hai cơ quan này thực hiện một trong bốn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia là nghiên cứu chế tạo sinh phẩm Retai và để phát hiện virus corona chủng mới. Tháng tiếp theo, đó là vào tháng 3 năm 2020, có thêm một sơ suất khác nữa là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ lúc đó là thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ Quốc gia để thẩm định bộ xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y và Công ty Việt Á nghiên cứu chế tạo, rồi đề nghị Bộ Y tế sớm cấp giấy phép. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, nay giữ chức Chủ tịch Hà Nội, chính là người chỉ định Công ty Việt Á và Học viện Quân y nghiên cứu chế tạo test kit RM này. Và lựa chọn của Công ty Việt Á tham gia nghiên cứu chế tạo, sản xuất và phân phối bộ xét nghiệm COVID-19 giờ đã rõ ràng là một sơ suất. Sơ suất này vô tình khiến thiên hạ nhận ra rằng chủ trương và nỗ lực thần tốc xét nghiệm diện rộng cũng là sơ suất. Và những sơ suất theo bài bản rất nhịp nhàng từ trên xuống dưới, từ thủ tướng đến các bộ trưởng hữu trách, từ trái sang phải, tức là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế vân vân. Những sơ suất ấy khiến người ta phải tự hỏi, tự thân, tự nhịp nhàng phải chăng cũng là sơ suất khi lựa chọn và sắp đặt nhân sự. Chẳng hạn, bất chấp điều tiếng can gián, ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhân vật mà theo tường thuật của tờ báo Nhân dân đã hỗ trợ Công ty Việt Á rất tận tình, vẫn được chọn làm Chủ tịch Hà Nội. Ví dụ như ông Nguyễn Thành Long, vốn là Thứ trưởng Y tế, sau khi không tìm được vé vào Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 12, rời Bộ Y tế sang làm Phó Ban tuyên giáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Sau Đại hội Đảng lần khóa 13, đột nhiên quay lại Bộ Y tế làm Bộ trưởng. Hồ sơ và sơ suất về sự lựa chọn sắp đặt nhân sự dường như liên quan từ Bộ Kế hoạch Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Bộ Y tế ủng hộ, đến Thủ tướng hối thúc gây sức ép bằng công điện, thậm chí trực tiếp răn đe lãnh đạo một số địa phương, và thiếu các sơ suất chắc chắn không có scandal Việt Á. Thật ra chẳng phải chỉ có Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế tham gia biểu dương Công ty Việt Á, tham gia giúp sức cho doanh nghiệp này và thu về 4.000 tỷ đồng, còn có đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh các trang của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt dội bom về bộ kit xét nghiệm dởm. Tuyên giáo thì nói, bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Còn Đài truyền hình Trung ương Việt Nam, đó là VTV, thì nói nhiều nước đặt mua bộ kit xét nghiệm của Việt Nam sản xuất. Báo Thanh Niên thì nổ tiếp rằng, Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm vân vân. Tất cả đều là dối trá và tiếp tay cho Việt Á bung hàng các bộ xét nghiệm dởm ra bán. Tháng 3 năm nay, khi còn kiêm chức Chủ tịch Nhà nước, ông Nguyễn Phú Trọng lại quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Việt Á vì đã có thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng bộ sinh phẩm phát hiện COVID-19. Giờ thì quyết định này cũng là sơ suất hay sao? Những sơ suất trong scandal Việt Á không mới, yếu tố duy nhất có thể xem như mới là hoạt động phòng chống tiêu cực, tham nhũng để xây dựng chỉnh đốn đảng rõ ràng là vô dụng, cho nên sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó. Thực tế cho thấy việc xử lý hàng loạt viên chức, kể cả không ít viên chức ngành y tế đã thổi giá trang thiết bị y tế nhưng mới nhạy cảm chẳng hạn, không dọa được ai. Scandal Việt Á chứng tỏ các viên chức hữu trách vẫn thản nhiên câu kết với nhau,
kể cả khi thảm họa đang vùi dập đồng bào trong cả nước. Và vì sao lại như thế? Vì sơ suất, nhằm kiếm thêm những thứ có thể đếm được bằng tay đã trở thành động lực vận hành toàn bộ hệ thống, hay vì họ tin đang gặp thời, không thể nào gặp rủi ro như những đồng chí đã thất thế hay sao? Nếu phòng chống tiêu cực, tham nhũng có thực chất, chắc chắn Quốc hội, Chính phủ không chấp nhận câu trả lời giáo hoành của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long rằng sự hỗn loạn về giá cả của các bộ xét nghiệm chỉ là do quá bận chống dịch. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ Y tế, Khoa học và Công nghệ dính líu đến đâu tới vụ bê bối test kit Việt Á. Sau khi nhà chức trách Việt Nam bắt giữ ông tổng giám đốc của công ty Việt Á với cáo buộc là thổi giá, trục lợi từ việc bán các bộ xét nghiệm COVID-19, hiện đang xuất hiện thêm các thông tin về sự dính líu của hai bộ Y tế và Khoa học Công nghệ vào vụ bê bối này, theo tường thuật của báo chí trong và ngoài nước. Trong các ngày 18 và 19 tháng 12, các báo Việt Nam cho biết Công an đã khởi tố bắt giam ông Phan Quốc Việt, 41 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, vì vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh bộ xét nghiệm test kit COVID-19. Công an cũng đã được báo chí dẫn lại cho hay họ đã khởi tố 6 người khác và lấy lời khai của 30 người có liên quan. Đây là hình ảnh ông Phan Quốc Việt bên trái và các bị can bị khởi tố hôm 19 tháng 12. Bên phải hàng dưới là Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến. Tin cho hay kết quả điều tra ban đầu phát hiện rằng ông Việt đã lợi dụng tình hình đại dịch để được hưởng quy chế chỉ định thầu rút gọn và được phép cung cấp vật tư thiết bị y tế cho các bệnh viện và cơ quan kiểm soát dịch CDC ở nhiều tỉnh, thành phố. Công ty của ông Việt đã thông đồng với lãnh đạo của các cơ quan nêu trên để mua bán với giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Các báo Việt Nam tường thuật trích dẫn lời thông tin từ phía công an. Giá bán một bộ test kit được thổi lên thành 470.000 đồng và công ty Việt Á đã chi tiền phần trăm hợp đồng, tức là tiền hoa hồng cho lãnh đạo các bệnh viện, các CDC ở các tỉnh, thành, theo kết quả điều tra ban đầu được các báo đăng lại. Chỉ riêng với CDC hai tỉnh Hải Dương, Việt Á đã có hợp đồng đạt tổng giá trị 151 tỷ đồng và ông Phan Quốc Việt đã chi tiền hoa hồng là gần 30 tỷ đồng cho vị giám đốc của CDC này, tức là tương đương với 20% giá trị hợp đồng. Theo công an, trên toàn quốc, doanh thu của Việt Á từ bán test kit lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Một số nhà quan sát đưa ra tính toán rằng, nếu các quan chức liên quan được hưởng ít nhất 20% giá trị hợp đồng tương tự như lãnh đạo ở CDC Hải Dương, thì số tiền các quan chức đó đốt túi cá nhân lên tới 800 tỷ đồng. Vụ bê bối của Việt Á thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Việt Nam vốn đã rất bất bình cả năm qua về việc ngành y tế nhiều lần đặt ra yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, thậm chí áp dụng các biện pháp cưỡng chế để xét nghiệm, từng dẫn đến một số vụ việc bị lên án là dã man, phi nhân tính, vi phạm tự do thân thể hoặc xâm phạm tư gia của công dân. Trong nhiều cuộc thảo luận đang diễn ra trên mạng xã hội về vụ bê bối vừa bị phanh phui, nhiều người giờ đây đặt ra mối liên hệ rằng phải chăng bấy lâu nay nhà chức trách và các cấp sốt sắng thúc đẩy, thậm chí ép xét nghiệm trên diện rộng là vì được hưởng những lợi ích được chia chác từ các thương vụ kinh doanh test kit này. Đây là hình ảnh bộ kit test của công ty Việt Á là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, được thực hiện giữa Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Bộ Y tế vừa trả lời báo chí vào 21 tháng 12 như vậy. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, thì bộ kit này có sai số quá lớn và không đạt chất lượng nên đã bị Tổ chức Y tế Thế giới từ chối công nhận, chưa kể các cách thức quảng bá của các bộ, các cơ quan tuyên giáo và đảng khiến nhân dân xa bẫy. Bác sĩ Võ Xuân Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh, người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội với 94.000 người theo dõi, chia sẻ suy nghĩ của mình với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Cái việc đè người ta ra xét nghiệm là tôi không đồng ý. Từ lúc đó tôi đã thấy có rất nhiều ý kiến, vấn đề lợi dụng mua bán các kit xét nghiệm này rồi liên quan đến thúc đẩy phải làm xét nghiệm. Phải làm xét nghiệm thì tôi cho là có liên quan đến nhau. Trong khi cuộc điều tra của công an còn đang diễn ra, báo chí và dư luận Việt Nam đang nêu tên hai bộ bị xem là có nhiều dính líu đến vụ bê bối. Đó chính là Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ. Các báo trong nước nói hôm 20 tháng 12 nói rằng
chính Bộ Y tế là cơ quan quản lý cấp nhà nước đã giới thiệu mức giá bị thổi phồng là 470.000 đồng trên một kit cho các tỉnh để họ mua của Việt Á. Cụ thể hơn, các báo cho biết Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế của Bộ là ông Nguyễn Minh Tuấn đã ký một văn bản hồi tháng 2, hồi mùng 2 tháng 7 năm 2021, gửi các sở y tế bệnh viện trực thuộc về vấn đề nêu trên. Nhưng mức giá 470.000 đồng kíp chỉ là mức giá thấp nhất do Bộ giới thiệu, còn trong thực tế một số nơi mua với giá thậm chí còn lên đến hơn 510.000 đồng một kíp. Đây là hình ảnh trang web của công ty Việt Á công bố rằng vào ngày 10 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định số 264 về việc tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á. Nhiều người đặt vấn đề về trách nhiệm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đã tiếp tay cho Việt Á kiếm tiền trên thân xác của nhân dân. Lần ngược thời gian, báo chí và dư luận Việt Nam đã tìm ra các thông tin cho thấy hai Bộ Y tế và Khoa học Công nghệ dường như đã dễ dãi cấp phép và quảng bá cho test kit của Việt Á chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần của cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2020. Tiếp đến, Bộ Khoa học và Công nghệ, báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chính phủ và một số báo khác của nhà nước Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 2020 cũng loan tin rằng test kit của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận. Tuy nhiên, hiện nay tờ báo Tuổi Trẻ và một số báo đã đưa tin và bằng chứng cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO chưa bao giờ phê duyệt test kit của Việt Á. Trong ngày 20 tháng 12, Bộ Khoa học và Công nghệ đã lên tiếng thừa nhận có sai sót và đã gỡ tin nói về việc Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt. Bác sĩ Võ Xuân Sơn bình luận về sự việc này tiếp tục với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ như sau. Cái đó là tin láo, tôi xác định là Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam đăng một tin láo về chuyện kit của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, nhưng thực tế là không được. Điều đó là tin láo, còn tại sao có tin láo đó có tác dụng như thế nào thì phải để thời gian trả lời. Theo quan sát của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, nhiều người bày tỏ bất bình về thông tin bất nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ và chất vấn liệu nhà nước sẽ xử lý như thế nào khi Bộ đăng tin sai nghiêm trọng, có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tiền bạc của công dân. Họ cũng nêu lên hình ảnh tương phản là có những người dân thường đăng tin sai trên mạng đã bị nhà chức trách phạt tiền hoặc án tù khá nặng. Nhưng mối bất bình lớn hơn cả từ phía dư luận Việt Nam là chỗ họ cho rằng công ty Việt Á chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn đứng sau phải có những ai đó đang liên kết với nhau để lừa đảo hàng chục triệu người dân Việt Nam và kiếm lời hàng ngàn tỷ đồng. Đây là hình ảnh bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên bố rằng bộ kit test nghiệm COVID-19 của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận có thể được tự bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của khu vực kinh tế châu Âu, bao gồm ở Vương quốc Anh. Tất cả đều là lừa dối. Nhiều người lên tiếng trên mạng xã hội đề nghị lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam phải làm đến nơi đến chốn về vụ bê bối này và đưa danh sáng những kẻ bị coi là hút máu nhân dân trong vụ án này. Bác sĩ Võ Xuân Sơn cũng tỏ ra hoài nghi về các động thái từ phía nhà nước. Ông nói như sau. Thực sự họ, tức là nhà nước, làm gì chúng ta đã thấy qua nhiều chuyện rồi. Thành ra tôi chỉ mong người dân nhìn thấy được tất cả những vấn đề liên quan đến tính mạng, đến sức khỏe của người ta để có thái độ đúng đắn hơn trong chuyện có chấp thuận hay các yêu cầu mà trước đây nhiều khi người ta cứ nhắm mắt chấp thuận. Ngoại trừ Bộ Khoa học và Công nghệ thừa nhận đăng tin sai, Bộ Y tế chưa lên tiếng chính thức về vai trò của Bộ trong vụ bê bối đang diễn ra. Bình luận về trách nhiệm của cơ quan công quyền đến đâu dẫn đến việc mua và sử dụng bộ kit xét nghiệm của công ty Việt Á, Facebook Anh Đỗ viết rằng mua sắm công bao giờ cũng theo quy trình. CDC địa phương là nơi sử dụng, làm hồ sơ đưa lên Sở Y tế và Bộ Y tế chấp thuận mua với giá nào và chọn hình thức đấu thầu nào. Chấp thuận xong phải trình Bộ Tài chính, bộ này sẽ rót kinh phí, nhưng muốn được rót thì cũng phải ABC. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khi đó, Chu Ngọc Anh, chính là người đã chỉ định công ty Việt Á và Học viện Quân y nghiên cứu chế tạo test kit dở. Nay khi Việt Á bị khởi tố, thì Bộ Khoa học và Công nghệ lập tức gỡ bỏ tin Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp thuận bộ kit xét nghiệm này trên trang web của Bộ. Về cơ sở mua test kit và trang thiết bị y tế, dựa vào nghị định của Chính phủ ban hành, trong đó có tham vấn Bộ Chính trị và tham vấn cả Quốc hội. Khi lãnh đạo và người nhà lãnh đạo đều có sân sau là các công ty tập đoàn như Việt Á, thì đương nhiên Việt Á dễ dàng
được chọn là nhà cung cấp độc quyền. Việc chung chi hoa hồng là đương nhiên, và khi làm ăn với cơ quan nhà nước Việt Nam luôn như vậy. Vụ này là một mẩu bánh trong miếng bánh lớn của ngành y. Việt Á chiếm một thị phần trong đó, và chắc chắn Việt Á có lực lượng chống lưng to khỏe, nên anh Vượng mới được chọn làm đối tác làm ăn trong lĩnh vực thuốc y dược. Nguyên nhân Việt Á bị đánh có thể là do bị đối tác chơi, do mâu thuẫn trong làm ăn hợp tác, hay do lực lượng chống lưng đang gây sự với Bò Rát Vàng, hay dùng làm bia đỡ đạn cho vụ Bộ Y tế và Vin hợp tác ép giá hết kit, hay chính sách chung của Đảng lâu nay nuôi béo rồi thịt. Nói chung nhiều kịch bản, và tôi nói rồi, nhân dân Việt Nam ai cũng là con tin của Đảng hết. Bạn Anh Đỗ đã nên câu hỏi như vậy.